Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Tiếp tục video, đây là vườn bonsai của em Vương, địa chỉ là Phù Mỹ của Bình Định. Video này cũng khá nhiều siêu phẩm quý vị, anh chị em mình xem clip ủng hộ nhà vườn. Trước tiên anh chị em mình vào clip bấm like, chia sẻ video. Rồi anh chị em mình xem clip. Có những tác phẩm bonsai nhiều chủng loại, hợp ý với tác phẩm nào anh chị em mình cứ liên hệ trực tiếp quý vị. Rồi ok, đi vào chi tiết. Đấy, không gian vườn của em Vương thì quá tuyệt vời. Rất nhiều siêu phẩm, một cái không gian rộng như thế này. Thì video này Thanh Phúc có chia sẻ là cái bộ ba nguyệt quế, hàng siêu to đấy. Anh chị em mình theo dõi coi có cái vị trí nào phù hợp á, anh chị em mình cứ liên hệ với em Vương. Bộ ba cây nguyệt quế, hàng già mịn đó. Rồi, đi vào video quý vị. Đây, một cái không gian quá tuyệt vời không? Một siêu phẩm hệ quái, chất liệu dúi, còn gọi là hoàng anh mộc quý vị. Xây đây cũng là xây to. Đây, tổng thể của cây được phối trên một bộ chậu cuốn thư khá là đẹp. Hệ quế. Rồi anh chị em mình cùng xem. Đấy, dàn tán ở trên nè. Cây này tương đối là khá nhuyễn cái dàn dàn râm rồi. Đây, anh chị em mình xem đi. Cây cốt mà hệ quái như thế này. Qua bàn tay con người của các nghệ nhân đi tạo tác. Đó, mang đến một giá trị người xem. Được phối những cái dàn bông tán đúng điểm, đúng vị trí, phù hợp. Đấy, cái tỷ lệ kích thước và cái bông tán của cây cũng như dàn xương, dàn râm. Đây, nó cũng nục cây và to. Đấy, xương râm nó cũng dày. Làm cũng ra tán rồi. Được phân ra rõ ràng, chi tiết. Tức là đi vào chế độ vừa ngắm, vừa chơi, chăm. Ok không quý vị? Cái phần dưới mặt chậu này là có thể mình đề co quý vị. Đây nè, cái những cái đòn trống đây nè. Mình phối cảnh, mình đề co ở phần dưới đi. Nó sẽ sinh động và đẹp. Hoặc là mình tùy thích ha. Đấy, hàng chân rễ. Hệ quái. Rồi, đây là mặt chính diện. Nhưng mà Thành Phú quay hơi lâu một xíu để anh chị em mình xem. Cái mặt trước này nó quá đẹp. Đây, rồi mình đi mặt sau quý vị, anh chị em mình ngắm qua mặt sau. Quá, mấy cái co hay quá. Đây, thật sự mà nói mấy cái co thiên nhiên mà mê á. Đấy, nhìn đã chưa?
Rồi, thì thành phố lấy hết cái tổng thể của cây cái mặt sau nè. Mặt nào cũng ok. Đứng xa lắm ạ, bởi vì cái cây nó to. Dạng tay cành này nuôi nó nục, nhìn nó mê quá. Rất là nhiều cái điểm nhấn quý vị. Hệ quái thì mình xem cái góc độ nào, cái hướng nào, mặt nào đều đẹp. Đây có cái hay là phối cái dàn tử mà theo cái chân này đó, cái chân trải đó rất là hồi cây, có phải không anh chị em mình xem nè, đúng là một siêu phẩm, một siêu phẩm mà cực quái ha. Vị trí không gian rồi, hữu duyên, đủ duyên anh chị em mình sở hữu. Ok, số điện thoại có trên màn hình quý vị. Tiếp tục quý vị, cũng là hàng siêu khủng đó, một tác phẩm cây si, hàng siêu khủng. Cây này cây cốt nó phải nói là xuất sắc luôn quý vị, nhưng mà cây này nuôi cái dàn tán nó cũng khá rồi, tức là cái chi râm á, cái phần râm của nó tương đối là phải nói là vừa ngắm vừa chơi vừa chăm là ok. Xây to, xây khủng á. Đây có một cái bộ cốt mà nó hồi đầu, nó hồi đầu á quý vị, phải nói là rất là xuất sắc. Đây là thuộc hàng, thuộc về những cái si cổ rồi, một cái si cổ quý vị. Đây độ co lắc của cây thiên nhiên hay không? Đó, một cái si cổ nó lắc cái cần này phải nói là ok không? Dàn tán xây dựng nhiều năm nó đã mịn rồi nè, một cái si cổ. Đây cũng là một siêu phẩm quá độc. Công nhận phải nói là cái đường chạy của cốt quá xuất sắc quý vị. Wow, ê, anh chị em mình xem này, nhìn nó mê. Đây nè, để đưa máy vô anh chị em mình xem cái độ co lắc này. Đấy, co lắc này quá không. Con cốt này ở dưới này được đề co một số đá. Đấy, đề co một số đá dưới này nè. Phần chân bệ sải được đề co một số đá và những cái tiểu cảnh nho nhỏ. Thấy không? Rất đẹp. Quá cổ. Đây đi vào cái hệ cổ rồi quý vị. Cốt trực, cốt trực hệ to Hải Châu, cốt đẹp, có một cái đoạn co phải nói là nhất định, quá đẹp. Hải Châu, một tác phẩm Hải Châu. Chia sẻ thêm cùng anh chị em, đây là một cây Hải Châu ghép. Nhưng mà bộ cốt phải nói là quá tuyệt vời. Cây này đã ghép thuần. Đấy, trước màn ảnh của anh chị em xem là cái dàn tán nó cũng khá là mịn hết rồi. Cây này chắc có lẽ là thiếu mỗi chiếc chậu thôi quý vị.
thiếu mỗi chiếc chậu đẹp phù hợp, đưa tác phẩm này vào để ở giữa không gian vườn, gian nhà hay những nơi thích hợp. Một chiếc đôn hơi cao cao bé xíu thôi, nhóm cho cái tầng tán nó cao lên. Thật sự mà nói là anh chị em mình chiêm ngắm là quá tuyệt vời. Đây, được chất lọc và chọn ra một cái bộ cốt để áp hải châu, tức là mình tháp hải châu vào, phải nói là quá xuất sắc. Đây. Rất là hay, to, hoành này hoành cỡ lớn. Đây, những cái đoạn mà phải nói là quá chất lượng để khi mà chọn ra một cái bộ cốt. Rồi, đây mình phú xây tròn coi. Đi vòng tròn. Anh chị em mình xem bộ cốt. Và tổng thể tổng cây ha. Đây. Hay cốt quá. Một cái bộ cốt giống như một cây cổ thụ ha. Chừng đế, cạnh khế. Ok không quý vị? Hay, hay bộ cốt. Rồi, anh chị em mình xem lại nè. Tổng thể, thành phố đứng rất là xa. Tỷ lệ kích thước cây này thật sự có một chiếc chậu phù hợp nữa là ok hơn. Đấy, thì cũng rất đơn giản quý vị. Những cây mà nó nằm chậu lâu năm, nó có những cái nồi đế đó. Đấy, rất là phù hợp thôi. Ok quý vị, đủ duyên. Anh chị em mình nhấc máy lên để sở hữu. Không gian vườn nhà hay là ngôi nhà, những nơi thích hợp anh chị em mình còn thiếu, cứ alo gọi điện trực tiếp. Rồi, tiếp tục quý vị, chia sẻ anh chị em mình bộ ba cây nguyệt quế. Hàng già. Nguyệt quế thì anh chị em mình cũng, nếu anh chị em mình có chơi rồi thì cái hoa nguyệt quế anh chị em biết rồi, cái mùi hương thơm thoang thoảng. Đây nè, vị trí của cây có thể là anh chị em mình có một chiếc đôn để lên. Đây, những cây già. Ba cây này là xây kích nó cũng xém xém nhau thôi, không chênh lệch nhiều. Đó, một bộ ba. Hàng đây là cũng hàng lâu năm, rất già. Hay cốt đế tay cạnh, đặc biệt là hoa, hoa cũng liên tục. À đấy, khi lá non mà nó bắt đầu nó chớm già đi là bắt đầu cái hiện tượng của hoa nó bắt đầu ra. Nó ra rồi là bắt đầu đó, nó bung ra mùi hương quá chất lượng về cái mùi hương của cây. Đây cốt này đấy, ok già. Yeah, đã lên một chiếc chậu nữa rồi nè. Chậu này kích thước chắc 1 mét đó quý vị, 1 mét. Đây, những cái vị trí như thế này thì mặt nào mình ngắm cũng được quý vị, tổng thể các mặt. Đấy, cây số 1 gồm có 3 cây. Đây là cây số 1. Rồi, đây là cây số 2. Cây số 2 này Thanh Phú chia sẻ thêm là nó hơi cao hơn cây số 1 và số 3 chút xíu. Nếu mà mình phối cả bộ thì cây này có thể đứng giữa. Ok quý vị, cây này đứng giữa là ok. Nó cao hơn bé xíu. Đấy, cũng phun tán, kích thước cũng không quá chênh lệch nhiều. Đây cũng là chậu 1 mét, sẵn sàng để anh chị em mình đặt vào vị trí rồi. Đấy, một cây quế già. Đây là cây số 2. Cũng có thể là cho là cây nằm chính giữa đi, nếu mà gọi là bộ 3. Đây, phun tán.
ok hết quý vị, tán tròn đều. Hoa thì liên tục, cứ lọc non là ra hoa, lọc non là ra hoa. Những cây dừa đây, cái dàn chân nè, dàn chân thì quá ok rồi. Đấy là cây số 2. Rồi, tiếp tục cây số 3. Đây là cây số 3 quý vị, Nguyệt Quế. Nằm trong bộ ba Nguyệt Quế 123. Đấy, phun tán. Kích thước rất đều nhau, không chênh lệch quá nhiều. Đây, chiếc chậu này cũng 1 mét nữa nè. Đây, cốt, đế. Yeah. Rồi, chỉnh chu hết rồi quý vị. Tức là chậu đều chỉnh chu hết. Đó, phun tán. Tán ok hết. Tròn đều. Bộ 3, 123, Nguyệt Quế. Hàng xây to, siêu già. Cũng có thể nói là đặt vào một cái vị trí rất đẹp quý vị. Rồi, hữu duyên, anh chị em mình liên hệ trực tiếp bộ 3 tác phẩm Nguyệt Quế. À, một cây hải châu. Hải châu nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh chị em mình có hợp ý thì cứ rinh. Liên hệ trực tiếp quý vị. Hải châu này hai người bê nhẹ. Đó, chia sẻ anh chị em mình còn thiếu không gian nào thì cứ sở hữu một cây hải châu già mịn. Đó, tây tàn ok, cốt chậu rất đẹp rồi. Anh chị em mình còn thiếu những không gian thì cứ sở hữu cây hải châu. Đây, hàng già mịn rồi. Đấy, ok không quý vị? Ra tán, xương râm dày. Khoảng hai người bê nhẹ. Một người thì chắc cũng bê không nổi đâu. Hai người bê là vừa. Rồi, ok, dàn xương nè. Anh chị em xem nè. Đây, dàn xương đây. Mình tích hết rồi đó. Cây này đi vào chế độ chơi thôi. Hàng già mịn. Hải châu. Một siêu phẩm tùng kim cương. Một cây trực lắc xây to. Đang phun tán rồi. Hiện tại thì lọc non. Cây này thì cốt La Hán, tức là cốt vạn niên á, tháp kim cương. Nhưng mà tháp lâu năm cũng đã thuần. Dàn tây cành. Cái dàn tháp nó to. Đây, anh chị em xem coi cái cốt mà tháp này to hết rồi nè. Đây. Đấy, nó đã thuần cây. Đấy, ở bên trong này. Tháp nó đã thuần rồi. Cây này là chắc có lẽ là xả kẽm là cũng tương đối là một thời gian ngắn rất được rồi. Có thể khả năng được. Bắt đầu kè nhẹ lại những cái cành nhánh nào đó thôi. Đấy, lọc kim cương rất là sáng. Đây, chân đế. Ok về cái tác phẩm này. Cốt đẹp, lắc cốt. Đây, rất là dày tán. Một cây xây to, kim cương. Đó. Cốt vạn niên. Đấy, để Thành Phú đi mặt kia coi. Chị em mình xem hết cho nó tổng thể. Và Thành Phú chia sẻ thêm cùng anh chị em mình đó nghe. Nếu anh chị em mình chơi kim cương á, khi mà cái mầm tược nó già đó, anh chị em để ý coi, nó không vươn lên nữa mà nó sẽ đùng lại.
nó đùng lại, nó không vươn nữa quý vị, nó sẽ đùng lại, tức là nó không đi xa đó, nó không đi xa cái dàn tược đó, nó có cái chỗ đó. Anh chị em mình chơi tùng kim cương thì để ý đây, hai mặt nó đùng lại rồi cái tự động nó kết, giống như cái kiểu như mà những cái cây mà nó dàn dâm nó lên san hô đó. Đó, nó đùng lại như thế đó, không vượt lên đó. Ok không quý vị? Đó, một cây kim cương lộc non sáng cây, quá ok. Rồi, tổng thể của cây này. Rồi, hữu duyên quý vị, anh chị em mình cứ gọi điện trực tiếp quý vị. Một cây tùng kim cương cốt vạn niên già, yeah. Tay tàng mịn. Rồi, ok. À, tiếp tục quý vị, hàng siêu phẩm, hàng siêu phẩm khá là quý á, hải châu, hải châu thiên nhiên rừng núi, những cây khai thác mà xây to đấy. Trước màn hình anh chị em, một cái xây phải nói là quá là khủng. Nói về hải châu, đâu đó thì cũng không có nhiều đó, nguyên bản nguyên rinh của cốt, chỉ có xây dựng cái dàn tay, dàn râm thôi. Nhưng mà tay này cũng khá là to rồi, bởi vì á là cây này nuôi lâu, cúc rinh xây to đấy. Đã chia sẻ xem qua anh chị em mình, thành phố sẽ lướt qua anh chị em mình ngắm một cây hải châu rinh bản to, trái này còn lác đác một số trái, nhưng mà hàng nuôi thì không có để trái đâu quý vị, hoa trái là không để. Nhưng mà cây này nó lực nè, phải nói cực kỳ lực luôn, hoa nó ra nữa nè, liên tục. Ở đây nè, cái trái này, trái này đó. Bởi vì cây nuôi là không để trái quý vị, bởi vì chưa đến lúc mình chiêm ngắm đó, nên là mình cũng không để trái đâu. Đây, cái co thiên nhiên này anh chị em mình xem, cây này thì cái tỷ lệ mà cũng có thể là vừa ngắm vừa chơi vừa chăm. Dưới này có hồi một cái tử, ok không, cốt to. Đặc biệt là có những cái dàn tay còn nguyên bản riêng luôn, thiên nhiên luôn quý vị, vậy mới ghê chứ ha. Phải nói là quá xuất sắc. Chỉ có nuôi dàn ngón với dàn râm thôi, có những cái cốt tay đây thiên nhiên nữa nè, tức là nguyên bản thì nhiều. Nói chung trên một cái tác phẩm này là về thiên nhiên rất là nhiều quý vị. Đây, xa xa anh chị em mình coi gốc này thử coi. Đấy, tuyệt vời không? Những cái độ co, đặc biệt cái cành rớt, một cái ngọn rớt ha. Đó, rồi những cái cành lá, và xây thêm một cái tử ở dưới phần đế nữa. Cây này đế đẹp lắm, nhưng mà cây nuôi nên không có sỏi đế ra đâu, để chia sẻ lướt qua anh chị em mình ngắm sơ thôi, chứ không sỏi đế. Cây này bộ đế đẹp lắm. Đi qua mặt này coi, anh chị em mình xem coi. Đấy, những cái hàng thiên nhiên mà dàn cốt mê không, xây dàn tán ok hết rồi. Về tương lai cây này phải nói là quá độc, hàng kịch độc quý vị. Nói về hải châu, gốc nào gốc này cũng đẹp, gốc kia cũng đẹp, nói chung cây này chơi mặt nào cũng được. Khi xong cây mình bố trí một cái bầu chậu nữa là quá ok. Đưa cao cao lên những chiếc đôn lên, cứ đứng dưới mà ngó lên trên thôi là tuyệt vời. Rồi, video này cũng dài rồi quý vị, chia sẻ một số hình ảnh những siêu phẩm, có những cây nhỏ nhỏ, những cây tầm trung, những cây xây đại. Anh chị em mình hữu duyên cứ gọi điện trực tiếp. Rồi, hẹn lại anh chị em những video sau. Thành Phú xin chào.